Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu Grip Super V5, một khẩu súng free và nó đã tặng cho chúng ta 3 ngày hay là 2 ngày gì gì đấy. Mình vừa nhận vào hôm qua thì phải. Rất là ngon. Cái này mà cứ vào Zumbai anh em cứ xác định là Zumbai sấp mạng. Tại vì cái này cũng thuộc dòng SMG thì phải, bán rất là ngon. Cover cho mình đây là cái mông vuốt rồng và cầm bộ bom rồng luôn, nhưng chỉ có một cái quả bom được vào. Đấy, cầm tận 3 quả nhưng chỉ có một quả mới lọt vào vòng chung kết để mình mang vào. Rồi tờ quay tay này. Ui, em cả hồn. Cứ tưởng là nó đi luôn cơ. Thế mèo nó đập mặt vào cái thùng. Thắm thế à bạn ơi, mình mất bà cái giáp rồi không sao. Thật may là nó đã hồi cho mình lại cái giáp. Hay đấy nhở. Chế độ này phải gọi là giáp nó được không phải là hàng fake nữa. Đây là chế độ giáp hàng chính hãng, được bảo hành 1 vs 1, 1 cộng 1 cộng 1. Nói chung là cộng vân vân luôn. Vân vân mà mây mây. Chứ mình không thể là cộng 1 được. Có khi bây giờ nó cào mất giáp mình. Nhưng lát thì mình lại bút được bút lại thôi. Cái gì đấy, trời đồng thế. Cái điện mệnh cào sai nhở. Đùa bố à. Đấy tơ chỉ nhìn thôi. Nó cào mình được một cái là nó nhìn thôi. Ê, sau lưng kia. Thôi xong rồi. Ôi, sao lại đông thế này. Trời ơi. Help me. Help me. Help me. Vẫn sống. Em vẫn sống. Cho dù cuộc đời đầy chông gai, nhưng em vẫn sống. Đấy, đây gọi là sét đánh không chết. Y một lũ zombie. Bây giờ làm sao? Bây giờ hiếp tôi à? Ấy, mình có hero. Đếch sợ. Có hero là đếch sợ. Này thì thôi, cứ tưởng là mình đâm đầu vào cái mồm nó cơ. Không ngờ là mình biến hero ạ. Tuy nhiên chắc là tiếc lắm. Quả đấy mà thằng đấy tay dài nữa cũng rồi. Hero 11.000 máu, DM. Thế này thì phải gọi là cân tim. Cân chim này. Úi rồi. Cứ la vào đây. La vào đây. Tôi xin tuyên bố là ăn tất và ăn cả đất xung quanh. Này thì nguy hiểm. Đâu rồi? Thôi thôi, bình tĩnh bình tĩnh. Ôi, hổ báo quá, đôi khi lại sấp mặt xuống ấy, anh em lại cười. Anh em lại cười vào cái mặt của mình. Úi dồi, gì đấy. Đảo như răng lạc. Lạc có chính đâu mà đảo nhiều thế làm cái gì nhở. Đầm mờ thím. Kinh quá. Cái thằng thằng đấy nó được bút thêm cái chạy nhanh. Chạy nhanh VL. Rồi vuốt rồng này thì mang vào cho đẹp thôi. Chứ cây này thì yếu lắm. Cận chiến thì kill đặc biệt thì khắm lọ này. Còn kill bình thường thì nó lại yếu quá. Không ăn thua. Cái này đem vào cào giống bay thì không biết là ăn thua gì không đây. Rồi, rồi. Đen. Đen. À hí hí. Rồi khóc thương cho bạn. Mới vào trận giống bay. Thế mèo nào. Chơi chưa làm người hình như là được mới được một trận. À nãy là cũng làm giống bay. Đấy, làm giống bay 2 trận. Thắm thế. Thì không sao. Đấy thì mình lại vui, mình không bị. Rồi. Có một cảm giác bất an khi mà zombie nó chết. Tại vì cái này nó hồi sinh linh tinh lắm. Úi dồi. May vãi cả nồi. Đấy, có sai đâu. Bạn lượn vào đây. Mình cân. Úi dồi. Ghê quá. Cứ tưởng tay bạn dài cơ. Mình sợ thằng tơ nó tay dài thôi. Với lại cái thằng mà là thằng gì ra, cái thằng ông già cầm ích to ấy, định mệnh anh em hay gọi gần nó bằng một cái tên thân thương, đó chính là gậy ích to. Rồi thân thương quá. Rồi. Đây 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 đây. Nó tụ họp ở đây y một lũ. Thôi thôi thôi, mình sẽ không bắn cover. Định mệnh. Bắn cover lát này tụi nó lại chửi sấp màn lờ. Đang đi cào mấy thằng thẩm du. Ai bảo ông bắn chúng tôi làm gì. Để chúng tôi bây giờ đuổi ông sấp mặt lờ. Còn bây giờ phải biết anh em ạ. Chơi hôm mai phải biết. Người ta đã khổ công lên cào thẩm du thì mình đừng có bắn cover làm cái gì cho nó mệt người. Anh em thử đặt mình vào cái gì ta. Úi rồi. Vào những người đang cầm zombie và bị sấy đi. Các bạn sẽ hiểu được cái cảm giác là nó ức chế và muốn đập điện thoại thôi. Đấy, mình thì mình biết cảm giác đấy. Mình làm zombie rất là nhiều. Mệnh. Bạn hỡi. Úi rồi. Nó lướt qua đời tôi. Và nó không quên là kéo luôn một cái
khăn giấy bảo vệ bịt mệnh. Rồi bây giờ gọi khăn giấy, ok nha. Úi rồi, úi rồi, em té thôi. Úi rồi, lại mất thêm một cái khăn giấy nữa. Định mệnh nhà tôi buôn khăn giấy đấy. Ông cứ thích lấy là lấy à. Đờ mờ lấy xong phải trả tiền cơ. Úi rồi, kinh vãi. Khiếp thật. Rồi bây giờ thằng Tơ nó chính thức tuyên bố là nó cướp đấy. Bố mày thích thì thích, mà không thích thì cút. Bây giờ em biết phải làm sao. Bây giờ em phải cút thôi. Biết làm gì. Ơ, Bung à? Cái định mệnh, quách cả Bung. Sao chơi bên Khựa cũng gặp Bung mà, bên Việt Nam cũng gặp Bung thế này. Bây giờ chơi Bung kiểu gì ấy. Rồi, cứ luyện tập Bung đi. Bạn sẽ sâm mà. Vì cái tội Bung. Anh em đâu, tố cáo nó nào. Định mệnh, đấy, lại Bung. Trời, chơi Bung kìa. Thế mèo. Bung cũng chết thôi. Ở đây anh em tôi rất là nhiều. Cầm cương thi một phát là Bung đường trời. Đấy, bắt đầu giúp bài lại tụ hợp. Mình lên tẩm du thôi. Mình chạy 2 trận rồi. A hi hi. Mình chạy 2 trận rồi, bây giờ mình mỏi chân rồi. Cho mình lên tẩm du. Tẩm du. Thấy cây này mà tẩm du nữa thì phải gọi là bá con nhà bác đạo rồi. Cái scope trong trên cái khẩu súng nó cũng đỏ đỏ lòm luôn anh em ạ. Cái mèo scope nhìn cho vui. Không bật lên được. Khắm lọ. Ước gì nó có scope để em ngắm từ xa em thấy chơi. Rồi. Cái gì cơ? Đứng đây một lũ khá là chán. Tại vì thẩm du mà. Phận làm thẩm du. Rồi không hát thêm nữa. Hát một câu thôi. Nó khắm đến tận gai óc rồi. Hát nhiều anh em chửi sắp mặt lờ. Kìa kìa. Cương thi lấp ló phía sau. Rồi lên đây đi, mình sẽ không bắn cover. Mình đang đợi zombie hiếp cái thằng này. Định mệnh đứng thẩm du. À đứng Bung nhẹ. Trời ơi nó lên đi kia rồi. Ghi thế. Ghi quá. Trời ơi. Đứng cao vờ lờ. Ui. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh. Ui. Trời ơi. Ơ nó Bung. Trời ơi nó Bung ghê quá anh em ạ. Nó đi được tin không luôn này. Thật là vờ lờ. Rồi té 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 té. Té ngay. Rồi gặp một cái phòng gặp ngay thiên nhiên Bung. Gớm thật. Bảo sao có Zumbai mà bắn bây giờ. Zumbai đã ít rồi. Còn phá game nữa. Lại đây lại đây. Bố mày sợ mày quá đấy. Lại đây xem mà. Rồi sấy cỡ đấy cũng chết người. Tín mệnh. Úi rồi. Bình tĩnh. Thôi xong rồi. Mất ngay cái giáp và nó đã. Ơ hay nhở. Cái hòm ở đâu đâu tự dưng mình ấn một phát này đổi được luôn. Đây đây đây. Ơ bình tĩnh. Cái gì đâu mà hết giờ rồi. Không thì mình cũng phải cho bạn ăn một phát. Mà không, mình không nghĩ là pha đấy mình sẽ giết được. Tại vì cây này cận chiến thường thì nó yếu lắm. Cầm cho đẹp thôi. Ơ chả làm được cái gì. Gì đây. Nhìn liếc cái gì. Té thôi. Úi trời ơi. Lướt thôi. Ơ đùa. Đấy anh em thấy không ạ. Cái đấy người ta gọi là do ăn ở. Nên anh em thẩm du ít thôi. Úi trời ơi. Đen. Sấy vào mặt y tá thì làm gì. Nó có skill chứ nhầm. Nó thân hình mỏng manh. Vòng eo săn chắc. Chân tay linh hoạt. Thì bố con thằng nào nó sấy. Đừng trời đấy. Người tôi nó mỏng phờ lờ. Tôi là phải gọi là siêu giảm cân rồi. Thuốc bao nhiêu thì cũng tống vào người. Đấy nguy hiểm chưa. Thuốc bao nhiêu cũng tiêm vào người. Bây giờ không siêu mỏng như thế này thì chả nhẽ em mua phải hàng fake chứ tốn tiền. Chúng ta sẽ cùng lấy trên này xem nào. Cái chỗ này thẩm du mắc phê rồi. Nhưng mà cầm cương thi với lại y tá thì dễ lên lắm. Lại thằng này. Bạn ơi, những thằng như bạn nó góp phần game nát hơn. Nên anh em ít Bung hơn. Ít Bung lại hộ cái. Rồi mình té để cho nó giết mấy cái thằng trong này. Này thì Bung. Bung cho lắm vô. Sắp mặt đấy. Lên 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 kia đi. Lên lên kia đi. Cái định mệnh. Tao sợ mày quá đấy. A hi hi. Ô ô mạc mạc. Trời ơi. Quá.
Quên nhờ, mình không thuộc map. Thế mèo ở đấy có cái tường mắc. Thật là vách liều. Rồi bây giờ hai trận cuối làm dùng bài cũng không sao. Một hai trận đầu thì chạy SML. Trận thứ ba thì thẩm du cũng bình thường. Trận thứ tư thì làm dùng bài. Trận thứ năm thì cũng làm dùng bài luôn. Đờ mờ các thím. Trận thứ năm chạy ngu quá. Đây rồi, ok, ok. Con dê nó ở phía bên kia rồi. Chắc chắn là cũng chết một nốt nhạc thôi. Tại vì anh em phòng này mạnh lắm. Chơi dã man thật. Ôi, mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.